Nhân danh một người con Hải Phòng, các ông đến Hải Phòng mà không thử pate chợ cột đèn, vứt. So sánh pate cột đèn Hải Phòng và pate cột đèn Hải Phòng nhưng mà là đóng hộp. Một hộp nửa cân, 150g, pate nấu tay, bảo quản ngắn ngày. Đi vào công nghiệp rồi, bảo quản được 3 năm. Mỡ heo, thịt heo, gan heo, hành tím, bột mì, tỏi. Nghe hơi khen nhưng bao bì nhìn mắt dã man ấy. Pate loại này nhiều mỡ hơn so với pate truyền thống cùng hãng. Pate Hải Phòng đặc trưng là có thêm miếng mỡ ở phía trên. Những thứ béo thì thường không tốt nhưng mà nó ngon. Pate cột đèn mang đúng đặc điểm của đồ ăn Hải Phòng, đậm đà hương vị, mùi thơm dậy của hành tỏi, cái nồng đan sen của tiêu, béo ngậy của mỡ, không mịn như pate ở chỗ khác, cảm giác rõ ràng như đang ăn thịt thật. Ăn cùng lớp mỡ phía trên sẽ tạo nên sự tổng hòa béo ngậy trong khoang miệng. Dù có thể không phải là một miếng mỡ rõ ràng như pate riêu, nhưng pate đồng hồ cũng đã mô phỏng với lớp mỡ báo xung quanh, trắng trắng mà nhìn cũng thấy béo ngậy. Ăn cuốn phết, kết cấu sẽ mịn hơn so với pate riêu. Cái thông minh là để lại những sợi thịt để tạo cảm giác như đang ăn thịt thật. Ba đặc điểm khác rõ ràng trong hương vị là nồng gan hơn, nồng tỏi hơn và thơm tiêu hơn. Tổng thể sẽ tạo nên một vị nồng trong khoang miệng. Cùng là béo ngậy nhưng hai sự béo ngậy hoàn toàn khác nhau. Mỡ ở đây hòa quyện cùng phần pate tạo nên cảm giác mướt trong cái mồm. Mỡ của pate Hải Phòng sẽ tạo nên sự bùng nổ hương vị ở trong khoang miệng. Trên là bánh mì sẽ thấy hình thức khác nhau rõ ràng hơn. Trên bánh mì đều ngon, tôi sẽ không chọn ra người chiến thắng. Có ngon không? Có đáng thử không? Có giống pate Hải Phòng riêu không? Sẽ giống đâu đó khoảng 60-70% là nhiều rồi. Trường True so sánh.